Cái gì vậy? Nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ. Có lại mẹ ngon ơi. Có. Trời mưa mà. Cơ cáo cái chương trình này. Trời mưa mà. Chương trình cơ cáo. Em ơi, hết mưa rồi, về chỗ đi em. Cái quan biên tập trơ tráo, trơ trẽn. Trời, không được phá hoại. Ví dụ mà trời mưa, cái nhà mình đang quay ra vậy cho mọi người coi cũng được vậy nè. Ví dụ như cái vậy à, hát vô hát nè. Sao mưa giông nè. Ví dụ như 2, 3. Trời xa mưa giông. Cũng được vậy. Trời đất ơi. Sao không kêu tụi em đi vào trong nghỉ ngơi đi, chờ bạn nhét xong rồi ra. Cái bà biên tập ăn bao nhiêu tiền của Điền Quân một tháng mà dốc công mà mài ốc bà ra để bà làm cho đầu tư dữ vậy? Biết đâu bà biên tập là vợ của ông chủ. Một cái vấn đề nữa. Vấn đề gì? Ủa, nàng qua đây rồi hả? Là cái bà biên tập bà có vấn đề cấu kết với anh Hai Nam Trường. Mình có anh Trường hay rồi. Ừ, góc này mắt tìm thoáng mát. Có thể nhìn thấy được cái trời xa mưa giông bên kia. Bên đây nè, lên đây nè. Nếu như bà thông minh, bà có trạng đây cũng thấy được cái mầm của cậu thôi. Một thật đau lòng. Vậy bây giờ anh Trường, anh là cái người duy nhất mà có thể thấy được cái mép mé, cái mắt máy này nè. Anh cho mọi người biết cái cảm nhận của anh thế nào. Nhưng mà giờ anh ức quá, anh sẽ không trả lời được sao giờ. Sao anh ức? Anh quá ức luôn, vì từng ngày Lý Giang anh không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại là 59 tuổi mà diễn ngây thơ. Cái này bà đúng rồi. Chúa liền. Anh có thấy nhếch miệng nhưng mà anh không hiểu tại sao, là chỉ có một mình anh thấy, là anh không biết tại sao thôi. Tại vì người ta yêu thương anh. Đúng rồi. Ta biết đặt là một con khen của anh. Có khi nào là cái bà mà hồi nãy thì tôi còn Ngân biên tập. Đúng rồi. Phải không? Có bà ngày xưa. Đúng rồi. Ba biên tập không phải tên là Ngân mà tên là không. Trâm Anh là bộ cũ. Không phải em. Cô mẹ khen. Đúng, đúng rồi đó, con mẹ mẹ năm xưa. Đó lý do. Bây giờ là mới tuổi con Ngân trà trộn với Điện Quân làm. Mà còn có mấy cái chị Thu Minh nữa, bác Tước. Đúng rồi. Bác Tước. Đúng ngay chị luôn. Cho bà thấy mông không, không cho thấy cái mặt. Thôi. Chúng tôi rất hãnh diện trong đội chúng tôi có anh Hai Nam Trường. Những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Bay ra đây nữa. Thấy không? Một cái thái độ hát rất thách thức. Anh Thành đi xuống nhìn mà bảo gì đâu. Sao không tự tin? Có che cỡ đó có thấy gì đâu mà không tự tin. Sao không kia không chạy nấu, tập cởi cái áo để che cái miệng hay là hát luôn đi. Đừng có nói, tập sao nó cho mặc đồ người nhện không thấy mặt luôn bây giờ. Trời ơi trời, nhét gì có thấy cái gì đâu. Nhưng giờ ông giờ em thì phải vậy chứ sao giờ. Thật ra anh ta biết là không có thấy cái gì hết. Nên mới tự tin. Nên rất tự tin. Vậy thì chưa biết. Không biết gì hết. Không biết thiệt. Không biết thiệt. Thôi nhờ người có chuyên môn nói nè. Alex, như kiểu là anh nghĩ vừa nhé mà cái dâu mấy cái lông lông nó cứ bị dính vào mồm á. Anh phải phụt ra. Phụt ấy phải phụt ra. Chứ cũng không biết là anh có đang hát hay không nữa. Tại sao mà để lông nhiều như vậy? Là để dụ chúng ta không thấy. Chúng ta sẽ nói là người này hát dở, che miệng lại không thấy. Nhưng hát hay. Rồi. Anh nhìn như Tây ấy
Trời ơi trời. Cái gì vậy? Tao lại mày ngon ơi. Em ơi, trời đất ơi. Bây giờ nè, cho ông đứng ông nhép nguyên một bài luôn. Sáu con người trên đây cũng bóp tay chứ đừng nói chi nhép con đoạn bay lớn vậy. Nè, sao ông kêu nó vô toilet nhép kìa. Rồi sao mà ra? Mà thấy bài ra một cái cây hoành tráng, tôi cũng không biết làm cái gì. Ai người về ta đâu? Là cái bài của Phan Mạnh Quỳnh là có chàng trai viết lên cây, chứ không phải là có chàng trai núp sau cây. Mà anh thấy ống thụt ra sao em ơi, mà có tâm lắm em. Ờ. Lùi ra phía sau, cái cày trẻ trời không ai thấy nè. Gì. Mà nó vẫn nhép em ơi. Không với nè, mà nó còn đút cái mặt nó sát như cái lá vậy nè. Đáng lẽ cái số này là không cần giọng hai nè. Có tại cũng vì, như không. Tại vì sao? Lát nữa là ông Lý Tư Long, ông với bà Hai Phượng dạy vòng vòng sao nè. Nè, một lát ra coi tôi nói đúng hay không nè. Bà Hai Phượng mà nhép nha, bà cầm một bạch nè. Coi. Bà nhớ nè. Biên tập thì nó khiêu khích mình thiệt. Dễ sợ thì tưng ra cái cây. Tưởng sao không có làm được cái gì hết trơn, trời che mất tiêu người ta. Tôi nói thiệt, tôi còn biết Facebook nhỏ này, tôi report cho nó sạch Facebook trời. Các em thân mến, bây giờ thay vì mình nhận xét về anh hay reporter, mình nhận xét về cái cây đi. Tôi chết rồi. Không phải gì Hai Phượng đâu. Không đánh mà đau, không đánh mà đau, không đánh mà đau, không đánh mà đau, khi người xưa đã bỏ ta rồi. Đánh mà đau, không đánh mà đau. Cái gì vậy? Cái bà biên tập này bà ác thiệt sự luôn. Ai đánh ông đâu mà không đau? Bà kia đứng lại. Bà kia ai suối? Ai xuống bà? Dạ chị biên tập. Lại là bà rồi, biên bà tập. Bà biên tập trả em thêm bao nhiêu lương mà em quay lại em cầm cái kiếm để cho ông kia không đánh mà đau. Không. Dạ không lương. Không lương. Không lương. Trời đất ơi. Thiệt. Biên tập mày nó uống thuốc gì mà nó gan. Thế là biên tập là quay lại không đánh bà đau. Bây giờ anh trả lương cho em đánh bà biên tập đau. Công nhận. Thông minh. Cảm ơn em. Mời em quay trở vào trong. Dễ sợ thiệt. Hai người ra giáp lá cà cái không đánh mà đau mà, không ai quánh ai hết. Em ơi mà bây giờ thiệt ra anh mới biết là có cái bài này đó. Ủa lâu rồi. Có lâu rồi anh. Bây giờ mới biết. Cái bài này là cái bài ra sao gọi đò đó. Giọng của Dương Ngọc Thái đúng không? Đúng đó. Rồi à. Anh ơi, nhưng mà nói thiệt, nói chứ phải khen cái cô biên tập này. Quá thông minh, càng ngày càng sáng tạo. Thiệt sự, vui, hợp lý. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa. Hey. Gác nhỏ đèn lẻ loi, bóng sáng in trên tường loi. Rất giống nha, nhịp đúng. Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ, coi trọn trong nỗi nhớ. Người ta, alo. Trời ơi, trời. Nghĩa này lên, chinh cái đường đây luôn anh Nghĩa. Người ta đã không ngủ được, người ta nằm người ta khó chịu rồi, còn lên dòm tận mặt người ta sao ta ngủ. Em về chỗ em nè. Bây giờ người... chúc em đêm nay ngủ ngon. Bây giờ người chơi tới đây toàn cha mẹ chương trình không. Nằm không bay lưng. Đứa thì nằm, đứa thì nghỉ dưỡng, đứa thì ngủ. Rồi chỉ có mấy cái đứa ngồi ở đây lỏ con mắt ra động não tìm kiếm, trong khi tụi nó thảnh thơi nhẹ nhàng. Vậy thì các bạn thấy thế nào với phần nhép vừa rồi? Siêu diễn. Biên tập của chương trình càng ngày càng không có khách mời ra gì. Nghĩ họ là những người mù. Làm sao không thấy được những điều đã diễn ra trên sân khấu. Ôi quá lộ liễu. Alo kìa. Hay vậy. Nhớ anh không? Nhớ à. Dễ thương quá. Ai nói ông này không tỉnh tâm. Ông quậy điên đảo. Anh ơi em với Dương Chiều Vũ với Hải Tiều chưa kịp coi luôn á. Dạ. Chưa kịp coi luôn. Đổi đổi em. Thấy dàn dựng sân khấu là Trường Giang đoán chính xác bài gì luôn. Anh ơi anh đừng. Sao
vâng, vâng. Trên bầu trời một mình rơi phơi. Duyên, duyên. Duyên quá. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ăn cướp tóc vàng. Biên tập này chắc năm sau Hollywood bắt nó về rồi chứ. Hả? Em khẳng định là bạn này hát hay. Không. Sao sao vậy hằng? Nhép vậy mà hay à? Vũ thấy hay không? Ủa không để ý, tại thấy nó vui quá nên không để ý. Tôi đồng ý bên Hằng. Cô này hát hay. Đúng. Cô rất là control mọi thứ. Đúng rồi. Trời xinh quá. Xinh quá. Xinh quá. Năm mới lại đến em vẫn lại bóng một mình. Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình. Tay sách hành lý mẹ em cười vẫn tươi xinh. Cảm ơn em, rất dễ thương. Sao đẹp dữ vậy? Ừ. Xinh ha. Sao đẹp dữ vậy anh? Ai biết đâu. Quá đẹp. Trời ơi xinh. Có ăn cơm với người ta không em? Sao đẹp dữ vậy? Không, bây giờ em cần biết đẹp bất chấp bảo vệ. Đúng. Mà anh quá nghĩ đẹp hay. Hay luôn. Em nghĩ hay luôn. Hay luôn. Không cần biết bất chấp bảo vệ. Tại sao có một cô gái thơm bơ như vậy, đẹp như vậy, xinh như vậy, dáng đẹp như vậy, hát hay, nhịp đúng như vậy lại xuất hiện trong chương trình này? Từ xưa giờ mẹ cha bảo bọc. Đúng. Không cho ra khỏi nhà. Ngày hôm nay nó bức xiềng phá xích để nó nói với cha mẹ rằng: dừng lại đi, con cần tự lập, con muốn làm ca sĩ, đừng cản con. Ủa, khổ lúc sinh cha mẹ là chà mẹp vậy đó hả? Dạ không. Ý em nói là con bé nó đã muốn sổng lòng. Sổng lòng hả? Sổng lòng. Nếu đẹp như vậy, hát như Minh Hằng mà hát như Hằng đẹp nữa thì đẹp. Tiết mục đó nổi, tiết mục mình ra gì? Loại. Trời ơi, chương trình dễ sợ thiệt. Giỡn thôi, giỡn. Cảm ơn hai em. Biên tập hay quá. Đưa cái cặp đôi này ra hung nhau. Nó bao nhiêu người đổ dồn những cặp đôi này, quên mất con bé đang đứng hát bệnh. Trời ơi, biên tập là những chuyện này. Biên tập hay thiệt. Nhưng mà vấn đề là gì nè, mình biết là nó đang xạo mình luôn. Ừ. Mà mình vẫn thích nhìn có hai đứa này nó có hung hay không. Tại vì nó vô lời bài hát mà. Anh cứ ngơ những chuyện lần lần sau lưng nghe. Hồi nãy mời thấy nó chi Anh Trần với lại Quang Trung ra diễn ok rồi. Ủa nhưng mà sau lưng là phải diễn sau lưng vậy luôn ha. Bài hát sao làm đi chăng vậy? Quay lại cái mới hay chứ trời, hai mấy mai mai là sau lưng mình còn dòm nó đó chứ trước mặt nữa là quên luôn nhỏ này rồi. Rồi cảm ơn em, cảm ơn em trai. Không gì, không đi luôn. Cảm ơn em mà về vị trí. Anh Giang, anh có thấy cái bạn phụ họa giống Mạc Nhân Khoa không? Thấy kiểu diễn ngơ 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 ngơ, dễ thương á. Dễ thương ghê luôn á. Nãy lên hung mà chưa kịp hung, cái anh hỏi với ủa, nãy sao không hung luôn đi? Dạ chưa kịp hung hết giờ. Mọi người nhìn, mọi người nhìn quen không? Dạ quen. Dạ quen. Quét đi biết danh hài. Đúng rồi. Rồi anh sao? Thấy cô bé này anh sao? Dạ thì đó hay. Lo ngó nó không quên nhỏ này luôn nữa rồi. Để cho mấy cái người minh họa ra làm rối não mọi người. Phân tâm quá. Mà không chừng một mình nó ra 7 tour đó. Ừ. Em phải công nhận là live show. Live show bả đó. Em công nhận là mùa này biên tập mặn ghê luôn á. Mặn á. Yeah, yeah. Cần gì nên cứ
hoa hoa yêu cũng chỉ đến thôi xa đây thì cần gì nên là hoa khi chính em là một món quà. Hay rồi, hay đấy, chết rồi, không phải hay thường đâu anh, hay vải luôn á. Nhìn chất ha. Tại sao lại lộ liễu như vậy? Anh, một là hát hay như vậy luôn, em hai là diễn rất là hay luôn. Trời ơi. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Anh ngồi xuống nữa mới giống. Đó. À, anh hát thử, anh nghĩ anh thử. Mình phải trang trí cho nó đẹp lại chứ. Sao? Nói đi các con. Anh nghĩa là hiển linh. Nói đi. Sao mà lộ vậy? Ủa, bạn nó nam mà. Hay một cách lộ liễu á. À, chứ nói sao lộ vậy? Chung là bạn này cũng chẳng muốn diễn gì đâu. Ừ. Bạn này nhìn cái chất là bạn riêng, cái chất rồi. Là vậy rồi. Chất quá dạ. Rồi. Hay đó. Hay. Giống như Khay giờ kéo lên hát dở hát đâu được. Nó cũng bây giờ Khay mà chắc hát với bạn này mà hai đứa xong ca ngon nha. Ê, tôi đẩy hàng lại cho gia đình tôi nghe. Loại.